Chào các bạn. Tiếp theo với những cái mẫu smartphone tầm trung của Samsung thì hãng vừa tung ra một chiếc Galaxy Grand 2. Đây là sản phẩm được nâng cấp từ mẫu Grand được bán vào năm ngoái. Đây là sản phẩm có thể xem là mẫu lai giữa Galaxy S4 và Note 3 với những cái thiết kế khá gần với lại chiếc S4. Và mặt lưng sử dụng cái đường hoa văn giống như là Galaxy Note 3 đang được bán. Sản phẩm này, cái hộp của máy này được làm bằng giấy tái chế giống như các sản phẩm khác. Đây là những cái thông tin ở mặt sau. Sản phẩm sẽ sử dụng cái bộ xử lý loại tứ 1G2, nâng cấp khá nhiều từ cái mẫu Grand 1. Màn hình Full HD với độ phân giải là với cái độ rộng là 5.25 inch, camera chính là 8 megapixel và camera phụ là 1.9 megapixel. Máy có pin là dung lượng là 2600 mAh, sử dụng hệ điều hành Android. Bây giờ mình sẽ phối hợp cái chiếc Grand 2 này. Đây là chiếc máy màu trắng. Phụ kiện gồm có một cái sách hướng dẫn sử dụng cũng được làm bằng giấy tái chế, pin, cáp micro USB, tai nghe và cuối cùng là một cái adapter sạc và một phụ kiện được có màu trắng. Tuy có màn hình rộng 5.25 inch, tuy nhiên thì các bạn thấy là máy cầm trên tay cũng khá dễ chịu, không có quá là thô khi mà cầm trên tay. Sản phẩm này sẽ được hỗ trợ hai sim hai sóng. Đây là camera trước với độ phân giải là 1.9 megapixel. Các cảm biến của máy, loa trong điện thoại và phía dưới là logo của Samsung. So với cái phiên bản Grand đang bán trước đó của Samsung thì cái chiếc máy Grand 2 này được hỗ trợ lên cái màn hình độ phân giải tới chuẩn HD. Và ở đây phía dưới có một cái nút cứng. Đây là nút home và hai bên sẽ là hai cái nút điều khiển cảm ứng của máy. Cạnh phía bên tay phải gồm có một cái nút nguồn. Cạnh trái gồm có một cái nút điều chỉnh âm lượng. Cạnh trên có cổng audio. Và cạnh dưới có cổng sạc micro USB và một cái microphone. Cảm thấy là viền của chiếc Grand 2 này được thiết kế bằng cái chất liệu nhựa và phủ một cái lớp sơn bóng màu bạc. Khi mà cầm sử dụng cái lớp sơn bóng này sẽ rất là dễ bám dấu vân tay, rất là bóng. Tuy nhiên thì với cái lớp sơn bóng màu bạc này sẽ làm cho máy có vẻ như sáng hơn so với một số sản phẩm khác nếu mà Samsung sử dụng chất liệu nhựa hoàn toàn. Đây là mặt sau của máy, các bạn thấy là mặt sau của máy Samsung cũng hỗ trợ cái sử dụng cái đường hoa văn giống như là trên Note 3 với những cái đường giống như là đường chỉ mây trên cái mặt da. Theo mình nghĩ thì có lẽ là cái phiên bản màu đen của chiếc Grand 2 này sẽ có cái mặt giống da hơn là ở chiếc máy màu trắng. Đây là camera 8 megapixel, đèn led và loa ngoài. Logo của Samsung được in ở trên cái nắp lưng này. Nắp lưng cũng được sử dụng chất liệu nhựa dẻo. Ở phía sau có một cái mặt NFC. Đây là cái khe SIM 2 sẽ nằm ở đây. Khe SIM 1 và khe cắm thẻ nhớ sẽ nằm ở đây. Khe SIM 1 và khe cắm thẻ nhớ được thiết kế chồng lên nhau. Phía dưới là khe SIM 1 và phía trên là khe cắm thẻ nhớ. Cái hộp pin các bạn thấy là cũng khá to. Đây là pin pin của chiếc máy. Pin có dung lượng là 2600 mAh. Đây là cái giao diện cài đặt của chiếc Grand 2 này. Các bạn thấy là cái giao diện này được thiết kế theo dạng tab, rất là dễ cài đặt, giống như là trên chiếc S4.
do máy sử dụng cái màn hình rộng cho nên là ở trong cái phần cài đặt này máy sẽ hỗ trợ thêm một cái chức năng, đó là chức năng thao tác một tay. Với cái chức năng này chúng ta có thể là dễ dàng tùy chỉnh các chế độ mở khóa màn hình, rồi nghe gọi hoặc là sử dụng cái bàn phím ảo chỉ với một tay rất là dễ dàng. Đây là phần thông tin cài đặt. Hiện tại thì cái mẫu sản phẩm này đang được bán ra trên thị trường sử dụng các phiên bản Android 4.3. Đây là các ứng dụng bên trong. Các bạn thấy là cái màu sắc hiển thị trên chiếc RAM 2 này cũng khá tốt. Độ phân giải cũng khá nét. Samsung tập trung những cái ứng dụng của mình vào một cái folder. Và những cái ứng dụng của Galaxy và ứng dụng của Google ra một cái folder riêng để giúp chúng ta có thể là quản lý dễ dàng. Máy chạy rất là mượt. Đây là cái giao diện máy ảnh. Samsung cũng hỗ trợ cho sản phẩm của mình rất là nhiều cái chế độ chụp. Ở đây mình thấy có rất là nhiều chế độ. Ở đây có chế độ chụp chân dung đẹp, chụp lựa chọn ra tấm ảnh đẹp nhất, chụp liên tiếp nhiều tấm ảnh, chụp chân dung để chọn ra hàng loạt cái tấm ảnh để chọn ra tấm ảnh đẹp nhất, chụp kèm âm thanh, chụp HDA, chụp toàn cảnh, chụp thể thao, chụp ban đêm vân vân, rất là nhiều. Đây là các tùy chỉnh. Và đây là cái chế độ màu để chúng ta có thể là chụp hình đẹp hơn. Mình sẽ thử chụp một tấm ảnh xem như thế nào. Khả năng bắt hình của RAM 2 không nhanh giống như là một số sản phẩm khác. Tuy nhiên thì khả năng focus của chiếc máy cũng khá tốt. Bạn thấy là hình ảnh được chụp ra ở trên chiếc RAM 2 này cũng khá tốt. Với camera chính 8 megapixel. Ngoài ra này thì chiếc máy này còn có khả năng là quay video với độ phân giải là Full HD. Với khe cắm thẻ nhớ 64GB hỗ trợ thì các bạn có thể là lưu những cái thông tin, những cái dữ liệu và hình ảnh video chúng ta chụp ở trên chiếc máy này cũng khá dễ dàng. So với cái mẫu sản phẩm đầu tiên được bán ra thì cái mẫu RAM 2 này được có thể nói là thiết kế khá đẹp và cái kiểu dáng cũng khá tốt, chắc chắn khi cầm trên tay. Ngoài ra thì máy còn được trang bị cái bộ xử lý khá cao. Mình sẽ sơ lược qua cái thông tin xử lý, bộ xử lý của cái mẫu sản phẩm này. Thì hiện tại sản phẩm này đang bán chính thức tại Mai Nguyên với giá là 8.490.000 đồng. Máy có màn hình rộng 5.25 inch với độ phân giải là 720x1280 với độ BPI là 280. Máy hỗ trợ bộ nhớ trong là 8GB, bộ nhớ RAM là 1.5GB. Bộ xử lý là loại tứ 1.2. Có hình máy xem ra cũng khá tốt với một cái mức giá tầm trung như thế này. Hiện tại thì sản phẩm đang được bán tại Thái Nguyên có rất là nhiều chương trình ưu đãi khi mà khách hàng mua hàng chính hãng tại đây. Ở đây mình thấy bạn sẽ tặng một tai nghe Bluetooth hoặc một cái thẻ nhớ 32GB khi với khách mua hàng tại Thái Nguyên. Và nhiều cái phần quà khuyến mãi khác. Các bạn có thể là lên website của Thái Nguyên có thể để đọc những cái thông tin về cái sản phẩm này. Một chiếc máy đẹp, giá khá ổn và
có nhiều cái chương trình khuyến mãi kèm theo, có thể là một cái sản phẩm để chúng ta quan tâm trong dịp năm mới này. Xin cảm ơn các bạn.